Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Và hôm nay là những ngày tuyệt vời của năm mới. Và đây là lúc mà chúng ta đón nhận những may mắn trong cuộc sống, phải không các bạn? Và tất nhiên rồi, áo đỏ là áo đỏ sẽ mang đến may mắn cho bạn những ngày đầu xuân. Và nếu như bạn nhìn thấy video này, chắc chắn bạn là những người bạn tuyệt vời đã theo dõi Kim Ba trong thời gian vừa qua, đã cùng luyện tập với Kim Ba. Và bạn thấy rằng sự thay đổi của hàng ngàn học viên. Với những học viên khi mà họ đến với Kim Ba, họ đau hết vùng vai gáy, họ bị đau lưng. Và sau một thời gian rất là ngắn, họ trở nên dẻo dai hơn, linh hoạt hơn và xua tan đi sự căng thẳng trong cơ xương khớp của họ. Họ trở nên tỉnh táo hơn, ngủ ngon hơn và vui vẻ hơn. Và cả những câu chuyện của những học viên với những ngày đầu tiên khi đến, họ cảm thấy rất là tự ti về cái cơ thể của họ. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn thôi, họ lấy lại vóc dáng, thon gọn hơn, tự tin hơn, mạnh mẽ hơn. Và tất nhiên cuộc sống có rất nhiều cái bộn bề căng thẳng, những lo lắng, stress về công việc. Những học viên đến họ rất là mệt và thiếu năng lượng. Nhưng chỉ trong một thời gian, họ trở nên tỉnh táo hơn, ngủ ngon hơn và vui vẻ hơn. Ngoài việc bị đau xương khớp, vấn đề về mất ngủ hay là vấn đề về cơ thể thì có một vấn đề rất là lớn là chúng ta có một cái suy nghĩ là sự trì hoãn. Họ luôn trì hoãn rằng là để đến đầu tuần chị sẽ bắt đầu, để đến đầu tháng chị sẽ bắt đầu, để đến đầu năm chị sẽ bắt đầu, để đến khi con lớn sẽ bắt đầu. Nhưng bạn ơi, mọi sự bắt đầu phải là ngay bây giờ, phải hành động ngay bây giờ. Chúng ta đầu năm đều chúc nhau cái gì nhỉ? Chúc nhau may mắn, chúng ta chúc nhau sức khỏe, chúng ta chúc nhau sự hạnh phúc. Vậy thì chúc không thì là chỉ là một việc nhỏ thôi, nhưng điều chúc nhau tuyệt vời nhất đó là ngay bây giờ bạn hãy nhận đến món quà lì xì sức khỏe mà Kim Ba. Một món quà sẽ giúp bạn được đạt được toàn bộ điều này thông qua các lớp học ở bên cạnh những huấn luyện viên mạnh mẽ, ở bên cạnh những huấn luyện viên tràn đầy năng lượng, sẽ giúp bạn khỏe mạnh hơn. Điều tuyệt vời gì khi năm mới chúng ta không chỉ lì xì nhau những tờ tiền may mắn, chúng ta hãy tự lì xì cho chính mình một món quà sức khỏe. Có sức khỏe thì chúng ta mới làm việc được, đúng các bạn. Có sức khỏe chúng ta chăm sóc người thân yêu của mình. Có sức khỏe thì chúng ta mới trở nên giàu có hơn. Điều tuyệt vời nhất giàu có chính là sức khỏe. Hãy nhận cái món quà lì xì mà Kim Ba gửi tặng đến các bạn ngay trong video này bằng cách comment từ tôi muốn. Các bạn biết không, các lớp học yoga cùng với Kim Ba được đội ngũ chuyên gia, những bài tập sâu sắc và một ekip hùng hậu để giúp bạn chăm sóc đạt được điều này. Thông thường phí của nó rất là lớn, nó luôn đắt hơn tất cả những lớp học yoga thông thường tại Việt Nam. Nhưng ngày hôm nay là một sự may mắn tuyệt vời. Tôi sẽ gửi tặng đến bạn món quà lì xì với phần phí vô cùng nhỏ xíu thôi. Do vậy đừng chờ đợi nữa, comment tôi muốn để nhận món quà may mắn cho sức khỏe của mình. Và tất nhiên đừng chỉ nhận cho chính mình, hãy nhớ đến người thân yêu của mình. Chúng ta lì xì cho họ, hay nhất là lì xì cho họ một món quà sức khỏe, cho bố mẹ mình, cho người thân yêu mình. Comment tôi muốn ở bên dưới để gửi tặng cả món quà lì xì này cho những người thân yêu. Tôi hiểu rằng cuộc sống không chỉ ở cho chúng ta, cuộc sống là sự cho đi, đúng các bạn. Và ở ngoài kia còn hàng ngàn những câu chuyện, những cái vấn đề trong sức khỏe tinh thần của nhiều người. Và tôi hy vọng rằng khi bạn nhìn thấy điều này, khi bạn nhìn video này, hãy chia sẻ video này, lan tỏa ra ngoài kia. Biết đâu ai đó họ nhận được món quà lì xì này, họ khỏe lên, mạnh mẽ lên, tự tin lên, hạnh phúc lên. Họ sẽ vô cùng biết ơn bạn. Hãy cho đi những điều tuyệt vời trong năm mới. Hãy comment tôi muốn để nhận món quà lì xì tuyệt vời trong đầu xuân cùng với Kim Ba nhé.